nước sạch là cần thiết cho tất cả sự sống trên trái đất, bao gồm cả của chúng ta. Nhưng chúng ta đã dần dần cạn kiệt lượng nước sạch có thể uống được mà chúng ta có thể sử dụng trong nhiều thế kỷ. Chúng ta tạo ra nước bị ô nhiễm theo nhiều cách khác nhau. Bằng cách thông bồn cầu, chúng tôi rửa nước thải chứa đầy vi khuẩn, dược phẩm và chất hữu cơ đến các nhà máy xử lý nước thải. Các ngành công nghiệp lấy nước từ các con suối để làm mát các quy trình công nghiệp hoặc rửa trôi mọi thứ, sau đó trả lại nước ô nhiễm cho các con suối. Nông nghiệp rửa trôi thuốc trừ sâu và phân bón vào đường nước. Chúng ta phải xử lý hầu hết nguồn nước của mình một khi chúng ta đã ô nhiễm nó để đảm bảo an toàn cho chúng ta uống và tắm. Các quy trình xử lý nước hiện nay thường bao gồm việc bổ sung các hóa chất để làm cho các hạt lơ lửng thoát ra khỏi huyền phù và đông tụ, lắng cặn và lọc hoặc hấp phụ cường độ cao. Trong thập kỷ qua, các quy trình điện hóa đã trở nên khả thi hơn đối với ít nhất là các phần của quy trình xử lý nước. Thay vì sử dụng hóa chất để gây keo tụ, một từ kỹ thuật cho sự kết tụ và lắng cặn, điện có thể được sử dụng cho nhiều hợp chất. Việc thêm năng lượng dưới dạng điện năng khiến các chất hóa học trong nước thay đổi dạng, một số chất có thể lắng xuống, dễ bị loại bỏ hơn hoặc trở nên trơ. Các phương pháp điện hóa khác nhau đã được phát triển để phá hủy, oxy hóa, khử, trôi nổi, từ hóa và lắng đọng các phân tử lơ lửng trong nước. Một số chất ô nhiễm lơ lửng phức tạp hơn sẽ yêu cầu các cực dương được thay thế thường xuyên, được làm từ các vật liệu cụ thể chưa khả thi về mặt kinh tế. Tuy nhiên, ngay cả khi chỉ thay thế bước tiền xử lý của quá trình đông tụ sẽ hiệu quả hơn và rẻ hơn so với các phương pháp hóa học truyền thống hiện nay. Tất cả các nghiên cứu gần đây này đã thúc đẩy một số công ty xử lý nước đang tìm cách tận dụng công nghệ mới. Mặc dù nó vẫn còn tương đối mới và cần phải nghiên cứu thêm để mở rộng quy mô công nghệ này, nhưng khi kết hợp với điện tái tạo, xử lý nước bằng điện hóa có thể là một giải pháp bền vững cho nhiều vấn đề ô nhiễm nước. Các nhà khoa học đã chứng minh khái niệm này bằng nước tiểu của con người. Vì vậy, thách thức hiện nay là quy mô và hậu cần. Có hy vọng cho tương lai của công nghệ này. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.